Ông Trần Huỳnh Duy Thức, nhà hoạt động dân chủ hàng đầu của Việt Nam đang thụ án 16 năm, đã tuyệt thực từ ngày 24 tháng 11 để phản đối việc tòa án tối cao không phản hồi đề nghị miễn hình phạt còn lại của ông, và ông sẽ quyết tuyệt thực cho đến chết. Gia đình chị có đi thăm anh Thức á, hôm đó là 30 Tây. À, lúc đó là nhà chị cũng biết là Thức đã bắt đầu tuyệt thực từ ngày 24 tháng 11. Thì hôm đó lên đó là chị thấy anh Thức ảnh rất là yếu. Lúc mà đi ra thì chị thấy có những cái anh an ninh đó ảnh đi kèm. Lúc mà vào nói chuyện thì chị nói là cái hơi nói của ảnh là nó bị hụt hơi, có nghĩa là nó yếu lắm. Thì ảnh cho biết là vì cái lần này mà ảnh tuyệt thực là đến ngày thứ bảy rồi đó, thì ảnh cảm thấy là người rất là mệt lắm. Hai ngày sau khi thăm em trai ở trại giam số 6 tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, bà Liên cho VOA biết rằng ông Thức tuyệt thực vì tòa án tối cao không trả lời đơn của ông về đề nghị miễn hình phạt còn lại mà ông đã làm từ mùng 7 tháng 7 năm 2018. Theo bà Liên, ông Thức tuyên bố tuyệt thực để yêu cầu nhà nước và tòa án tối cao phải thượng tôn pháp luật. Ông Thức, một doanh nhân trong ngành viễn thông và sáng lập viên phong trào dân chủ mang tên Con đường Việt Nam, bị một tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh tuyên án 16 năm tù giam, 5 năm quản chế với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân vào năm 2009. Trong vụ án này còn có các nhà hoạt động Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long và cả ba người này đều đã mãn án tù. Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos của Hạ viện Hoa Kỳ năm ngoái cho biết dân biểu Joe Lofgren đã bảo trợ cho tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức và kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông.